Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cái bài tin mừng hôm nay, kể cho chúng ta thấy tất cả các tông đồ được Chúa mời gọi, được Chúa quy tụ đến ở với Chúa, được lắng nghe Chúa dạy, được chứng kiến những cái phép lạ Chúa làm, sống thân tình với Chúa và được Chúa sai đi để loan báo tin mừng của Chúa cho những người khác. Và trong bài tin mừng hôm nay là lúc các ông trở về với Chúa để kể lại những cái thành quả mà các ông đã đạt được, đã gặt hái được hoặc là đã làm được trong cái bối cảnh thân tình giữa thầy trò với nhau. Và chính Chúa Giêsu, ngài thấy được cái sự vất vả của cái chuyến đi, sự mệt nhọc của chuyến đi, cho nên ngài đã nhắn nhủ mời gọi các tông đồ của mình hãy tìm một cái nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi một chút. Và cái sự nghỉ ngơi là cái điều cần thiết, kính thưa quý ông bà anh chị em. Trong bất cứ công việc nào chúng ta làm, chúng ta cũng cần có một cái giây phút để nghỉ ngơi, để lấy lại sức lực để mình tiếp tục, để cho cái công việc được tốt đẹp và thành quả hơn. Việc tông đồ cũng thế. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải lưu tâm tới cái điều này. Trong một năm thì các tu sĩ, các linh mục, chúng ta thấy có một cái tuần gọi là tuần cấm phòng năm hay là tĩnh tâm năm. Đức cha giáo phận mời gọi các linh mục trong giáo phận gác lại tất cả các chuyện mục vụ, trở về bên tòa giáo mục để được nghe giảng dạy, để được tĩnh tâm, tìm cái nơi thanh vắng để mà cầu nguyện, tìm cái lại sự tĩnh tại của cái tâm hồn của mình, rồi kín múc ân sủng của Chúa để tiếp tục một cái hành trình mới. Rồi cứ hai tháng một lần thì các linh mục trong giáo phận chúng ta cũng lại có một cái ngày tĩnh tâm, tĩnh tâm tháng, để cũng dành riêng ra để mà cầu nguyện, để mà tĩnh tâm. Rồi các tu sĩ cũng vậy, cũng có những cái thời gian để cách nào đó riêng mình với Chúa để cầu nguyện, để tìm lại cái nguồn sức mạnh thiêng liêng cho cái đời phục vụ tông đồ của mình. Rồi mỗi người tín hữu chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng làm việc và chúng ta cũng có cái thời gian để mà nghỉ ngơi. Còn nếu mà chúng ta cứ làm việc suốt, chạy theo công việc, chạy theo cái sự cuốn hút của công việc, thì chắc chắn chúng ta sẽ kiệt sức. Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ có 7 ngày, thì có 6 ngày để dành cho việc làm việc, và một cái ngày Chủ nhật để chúng ta nghỉ ngơi. Cái ngày Chủ nhật này cũng rất là quan trọng để chúng ta nghỉ ngơi. Rồi một ngày thì chúng ta có thấy có ngày và có đêm.
ngày thì để làm việc và đêm thì để nghỉ ngơi. Và sức lực của con người ta nó có giới hạn. Cho nên cái nghỉ ngơi nó là cái điều cần thiết, thưa quý bà chị em. Cho nên chúng ta lưu tâm với điều này. Lười biếng quá thì cũng không được. Nhưng mà siêng năng quá, tận dụng tất cả, làm chăn thủ cả ngày Chủ nhật, rồi làm không biết mệt mỏi, làm không có sự nghỉ ngơi thì cũng là thái quá, cũng không tốt. Cho nên chúng ta cần phải biết điều phối cái lịch, cái thời khóa biểu của mình để làm sao cho nó hợp lý giữa lao động và nghỉ ngơi, giữa công việc để xây dựng đời sống của mình, đời sống tinh thần và cả đời sống vật chất nữa. Cần có một cái sự điều phối, đừng chạy quá theo vật chất để rồi đánh mất cái đời sống tinh thần. Đừng chạy quá tiền của vật chất mà quên đi mất Chúa. Điều đó là điều chúng ta cần phải suy xét lại, biết sắp xếp lại cho nó hợp lý. Kính thưa quý bà anh chị em, có nhiều người thì tham việc quá, làm cả ngày Chủ nhật, quên bỏ cả lễ, bỏ cả Chúa, quên mất cái đời sống thiêng liêng của mình, thì điều đó thật là quá đáng. Kính thưa quý bà anh chị em, nên chúng ta cũng suy xét lại. Rồi chúng ta thấy là nếu mà chúng ta làm việc quá sức đó, lúc nào mình cũng căng hết, lúc nào cũng làm hết, thì nó giống như một cái sợi dây thun, lúc nào cũng kéo căng ra như vậy. Mà nó căng như vậy lâu đó thì nó sẽ dễ đứt. Sức khỏe mỗi người chúng ta cũng vậy, cho nên chúng ta cần phải tìm những cái phút giây để nghỉ ngơi thực sự, tĩnh tặng lại tâm hồn của mình để kín múc ân sủng của Chúa, rất là cần thiết. Chúng ta thấy có nhiều người chạy đua theo công việc nhiều quá, cho nên là quên mất sự nghỉ ngơi, rồi để lao đầu vào kiếm tiền hay là để thăng chức, thăng tiến trong cái chức vụ của mình, cho nên đánh mất đi rất là nhiều thứ, đánh mất đi cái tình thân của gia đình, không có nhiều thời gian cho gia đình của mình. Tới khi quay về với gia đình thì mọi sự nó đổ bể, mọi sự nó tan vỡ, cho nên đánh mất đi, lúc đấy có tiếc và có hối hận thì cũng không có níu kéo lại được. Cho nên chúng ta cũng phải để ý lại để xây dựng cái tình thân trong gia đình của mình. Rồi nhiều người cũng lại chạy theo công việc, đánh mất đi cái sức khỏe của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tiền thì không thể làm cho người ta hết bệnh được, nhưng mà bệnh tật nó có thể làm cho người ta hết sạch tiền. Mà nhiều khi chưa hết bệnh thì cũng đã hết tiền rồi. Rồi người ta cũng hay thường nói với nhau, trẻ thì thường dùng sức khỏe để đi kiếm tiền, đến khi về già rồi lớn tuổi rồi bắt đầu lấy tiền để mua sức khỏe, nhưng mà lại mua không được. Tiền không mua được sức khỏe. Có thể mua được những tiện nghi, có thể mua được những cái liều thuốc tốt, thế nhưng lại không mua lại được cái sức khỏe. Cho nên chúng ta cần phải sắp xếp thời gian công việc như thế nào để cho mình có sức khỏe. Riêng ở Bảo Thị chúng ta thấy 2 năm gần đây có rất nhiều người đã qua đời vì bệnh ung thư. Chúng ta thấy cũng có nhiều người bị bệnh ung thư, thì chúng ta cũng cẩn thận trong cái việc bảo hộ lao động. Cha thấy rồi cha nghe rồi có nhiều người đi xịt thuốc. Ở đây mình xịt thuốc sầu riêng đó, sáng sớm xịt rồi mặc bộ đồ bảo hộ lao động để cho nó khỏi phải hít vào những cái thuốc để cho tránh những cái sự nguy hiểm. Thế nhưng mà thử hỏi xem có mấy người mặc cái đồ bảo hộ lao động nó để xịt thuốc, có ai không ạ? Khó lắm. Có nhiều người chẳng có mặc bảo hộ lao động, mặc vào thì kêu nóng, xịt không được, mồ hôi mồ kê nó ra, khó chịu, không mặc. Và rồi cứ thế mà xịt thôi. Và xịt như vậy thì hít bao nhiêu cái thuốc đó, rất là nhiều.
Cái người mà không xịt mà đi ngang qua vườn sầu riêng mình thôi, mình ngửi mùi thôi cũng thấy cũng sợ rồi, phải không? Không chỉ là cái người xịt ở giữa vườn rồi đó, hít bao nhiêu là cái chất độc từ cái thuốc. Cho nên là chúng ta thấy nó cũng là một cái sự nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình. Chính vì vậy nó cũng là một cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta để chúng ta suy nghĩ như thế nào đó để bảo vệ cái sức khỏe của mình. Và nếu như chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta không làm gì được cả. Quý tu sĩ mà không gìn giữ, không có sức khỏe thì không có dấn thân phục vụ được. Rồi quý ông bà anh chị em không có sức khỏe thì chúng ta cũng không phục vụ cho gia đình của mình được. Và nhiều khi gia đình của mình lại quay qua lo lắng cho mình nữa. Nó cũng là nguy hiểm. Cho nên sự nghỉ ngơi hay là sự bảo hộ cho cái sức khỏe của mình cũng là điều rất là cần thiết. Và ngày hôm nay Chúa nhắc nhở cho các tông đồ, tuy nó là một cái việc nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng đáng để cho chúng ta để suy nghĩ, để mình suy xét lại, để sắp xếp lại công việc của mình cho nó hợp lý. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cho có sự khôn ngoan trong những cái chọn lựa của mình. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta biết sắp xếp công việc của mình cho nó hợp lý nhất và mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho công việc của mình và cho đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng và cả đời sống vật chất của mỗi người chúng ta nữa. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.